Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trên màn hình có bạn tôi Nguyễn Văn Bùi xin trân trọng chào anh Bùi. Thưa anh, mời anh bắt đầu chào quý vị. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị. Và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Xin mời anh. Trong ngày hôm nay thì miền Bắc California trời cũng rất là lạnh, thưa quý vị. Và cái nhiệt độ sống thì nó chậm, rất là chậm. Người ta ở trong nhà nhiều hơn. Và anh Bùi biết ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày hôm nay là cái ngày mua sắm, anh biết không? Và con số mua sắm thì người ta không đi mua sắm ở tại các khu siêu thị, các khu shopping nữa, mà ta mua bán online. Nhưng tin tức mới nhất cho biết là cái số mà tiền mua online trên 5 tỷ vượt kỷ lục. Thưa quý vị, người ta mua sắm kinh hồn. Anh nhớ ngày xưa lúc mới qua Mỹ là đêm, mà đêm thứ năm chúng ta thay phiên nhau ra nằm ở khu siêu thị, những khu shopping trên chợ chờ tôi xếp hàng, nhớ không? Đem mình bùng chăn chiếu ra cho nó nằm dưới trời nắng. Nhưng bây giờ người ta không cần nằm đó nữa, và ta thấy những khu mà shopping người ta đi vẫn vắng luôn, người ta không đi đâu. Nhưng mà cái con số bán á, bây giờ họ bán cái online nhiều, phải không? Cyber sale là ngày hôm qua, là ngày thứ 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 Từ thứ sau. thứ sáu cũng cyber sale, và thứ thứ bảy cũng cyber sale, và nó mua bán rất kỷ lục. Số bán hiện nay theo cái giới bán lẻ tại Mỹ là kỷ lục từ xưa đến giờ. Đường phố vắng vắng, nhưng ta thấy cái thờ bự gì nó kinh hoàng mùi, phải không? Và có câu chuyện thú vị nữa, thì người ta mua bán mua sắm bằng online, người ta không ra đường nữa, ngồi trên nhà với cái cell phone, với cái iPad, với cái laptop là đi mua sắm, không không cần phải chen chúc tính tiền này nọ, bắt đầu rắc rối đó. Rồi tôi với anh Bùi đi ăn phở, thì vô tiệm phở thì thay vì người bồi bàn bưng tô phở đến cho mình như thường lệ đó, thì lại cái con robot rung chuông gõ mõ y xèo, nó chạy, nó bưng, nó chạy đem phở tới tận bàn cho mình. Thì bà chúng ta order bây giờ đó, mà gọi món ăn á, mà nếu mà không khéo á, thì người ta không biết cách gọi. Và bây giờ tất cả đều là mã số và điện tử ấy, mà robot thì đem hàng tới, anh biết không? Do vậy chúng ta bỗng dưng ngồi suy nghĩ ba mình xình như vậy đâu. Mình đang sống trong thế giới cực kỳ khác mà mình không để ý đến buồn. Mình sống trong thế giới cực kỳ khác mà mình không để ý. Và một lúc nào đó thì mình ngồi nhìn lại, vì chúng tôi nói đùa với nhau là trao tôi còn tốc độ sau tiếng như vậy còn 20-30 năm nữa. Nếu bây giờ mình ở trong nhà không ra đường, 20-30 năm nữa mình đi ra đường, đi ăn phở, đi vô nhà, đi shopping, mình giống thằng ngố vậy anh Mùi, phải không? Mình giống thằng ngố, mình không còn phù hợp với xã hội nữa, tiến nhanh quá, tôi tiến nhanh quá. Thì đó là một vài cảm giác nhân ngày lễ muốn chia sẻ cùng quý vị trước khi buổi của bản tin ngày hôm nay. Bản tin anh Mùi mở đầu bản tin này là cái gì thưa anh? Dạ thưa anh Xuân Nam, để có cái cảm hứng về Black Friday một tí. Ở thời kỳ trước anh em mình qua, tức là mình đợi ngày Black Friday là có những mặt hàng mà mình muốn, mình thích, Mình kể từ đọc cái cách báo chắc chắc xem chắc cái saving chắc báo đều đủ thứ. Ở thời kỳ đó là mình được mình muốn mua cái áo hay là cái quần nào đó mà mình thích, mình đợi đến Black Friday. Ở đó là cái về cái áo quần. Còn về cái điện tử, đặc biệt là TV ha, mình đợi ngày đó có nhà hà 20%, 30%, có những cái mặt hàng hà đến 50%, thấy không? Thì sau khi mà ăn Thanksgiving rồi á, ăn gà tây xong rồi á, rồi mình coi như chia nhau, thấy không, đi ra thắp hàng. Rồi có những người mà Phân thắp công hàng tối nhau. hôm đó nữa hả, rất là thú vị lắm. Mấy cái cảm giác á, là đứng xếp hàng, hoặc là cái cảm giác mà nằm, có những người mà họ trải lều nằm qua đêm á, rất là thú vị anh Xuân Nam. Mà cái thú vị thứ nhất là khi mà họ mở cửa ra tống vào chạy vào hả, có cái cảm giác rất là thích vô, là trong đầu mình nhắm cái gì rồi,
đi tìm cái ai ở đó để book những cái mặt hàng đó để ra tận tiền, à, rất là vui, rồi chạy qua cái cửa hàng khác để có những mặt món hàng khác mình thích hơn, rất là thú vị. Rồi sau sau khi mà bắt đầu internet và bán online ra đời á, thì mình nghĩ rằng chắc là gọi là boring lắm nha, là buồn lắm, nhưng thực sự là không ảnh hưởng sau nào. Bây giờ người ta mua trên online ở nhà, ở trong phòng ấm áp, uống ly cà phê, hoặc uống kỳ sữa, hoặc là ăn tô bún, hoặc là ăn cái gì đó vừa nhấm nháp vừa mua trên online á. Mà đặc biệt bây giờ các computer á, hoặc là iPhone, iPad bây giờ là touch screen hả, thì mình zoom ra lớn, mình xem những mặt hàng, mình xem những chi tiết nhỏ, thậm chí áo quần mình biết cái đường may sắc sảo như thế nào, à, rồi mặt hàng như thế nào, mình còn thú vị hơn là trước đây là mình cầm mình rờ ở nơi tay mình cảm giác nữa. Để bây giờ mình cảm giác rằng là từng sợi chỉ, là từng mặt hàng, rồi là những mặt hàng điện tử chẳng hạn, mình có thể zoom lớn ra, mình xem rất rất là tường tận, rất là thú vị nữa. Số nào, à, đó là ngày Black Friday, phải không? Còn anh Nam nói vừa rồi đi ăn, đi ăn phở, thì bây giờ mình thấy robot, thật ra robot ở phi trường xăng xăng hơi giờ của mình đã có cái quán mà bán cà phê nữa số năm bằng robot rồi, yeah. Mình mua với mình order order thực ra là order nó làm tương đối rất là simple, số 1, số 2 thì họ giải thích số 1, số 2 là cà phê gì, là loại gì, loại gì, mình gọi số 1, số 2, số 3 tức là đem đúng y cái ly cà phê mình muốn thôi, thì robot là tự chế tự pha ra cho mình trơn, là không cần người. À, thì bây giờ mình thấy cửa hàng Việt Nam là có cái robot để chuyển tải thức ăn, là có ghi số bao số 1, số 2, số 3, thì cái robot nó nở như cái này là mình ngồi bàn không biết số mấy mình quên rồi, nhưng cái bàn số 3 bên bên cạnh mình á, à, thì hình như bàn đó là của mẹ đang gọi là gọi thêm chanh rồi gọi thêm này kia nọ, rồi đúng y cái bàn đó robot tự động đưa ra, rồi nó đứng đó khoảng vài phút để cho mình có thời gian để mình lấy ra, rồi robot nó chạy trở về lại chỗ cũ của nó, rất là dễ thương. Như thế nào, mà cái điều này á thì trước đây đã nói rồi, thì làm cái điều này á thì lấy cái mất đi nhân công của một số người phục vụ, à, đó thì phải như vậy. Nhưng hiện nay á thì cái điều này á là các nhà hàng họ phải làm như vậy thôi. Việt Nam bây giờ kiếm người mà phục vụ là không có, bây giờ đang người họ đi làm hàng nó khỏe hơn, còn đi làm nó không có. Sao nào, thì đó là một vài tạp mà là qua ngày Friday và ngày hôm nay ở sông Nam. Bây giờ đi Bây vào giờ đó, bây giờ mà ra tiệm mà cầm cái tờ giấy menu rồi gọi cái món này món nọ rồi người bồi bàn bưng tới là xưa rồi diễm, xưa xưa rồi diễm đó. Mà hay là bây giờ chúng ta ngồi nhà chúng ta phải lái xe ra cái shopping mall đó, để mua cái áo cái quần cái nọ qua này qua nọ cũng xưa rồi diễm. Cho nên những cái chuyện mà trước đây mình cho rằng đó là một thú vui và không thể thay thế được và không thể nào mà khác được thì bây giờ trở nên lạc hậu. Thì anh cứ nghĩ bây giờ nếu anh bị một giấc ngủ mê khoảng chừng 50 năm mình thức dậy, hồi trước mà trong câu chuyện ngày xưa anh Mùi nhớ lúc đi học đó, Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai đó, ông Lưu Nguyễn là một tên một người Lưu Nguyễn đi lạc vào chốn thiên tai. Thì khi muốn trở về trái đất á, thì một năm trên trời thì bằng một năm thiên tai, bằng cả trăm năm cả ngàn năm dưới đất này. Khi ông trở về trái đất lại thì người trái đất lại chết hết rồi. Hồi đó mình đọc cái đó mình tưởng là không 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 tin, bây giờ không cần lạc thiên tai nữa, anh ấy nằm ngủ khoảng 5 năm không ra đường, phải không? Đến lúc ra đường anh ta còn ngủ. Bây giờ mình đã trở thành gần như ngủ rồi, chứ đừng tới tới 5 năm nữa 10 phải không? Đó. Mình bây giờ vô ngồi nếu không khéo không biết được gọi đồ ăn, tại vì cái menu đó bằng điện tử nó scan ra chứ nó bình thường đọc cũng được, em nói là phải phải scan ra bằng dùng cầm dùng bằng là cái iPhone mình scan ra rồi mình mới đọc được. Rồi anh thấy cái rồi robot anh cũng 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 không biết làm sao anh gọi món ăn rồi đủ thứ, mai chiều robot ra nó tính tiền nhanh luôn, anh cũng biết đường tính nữa. Thì nếu mà bây giờ mình đóng cửa lại một thời gian 5-10 năm nữa, khi mình trở ra đường tôi sợ rồi mình sẽ giống như cái người mà Lưu Nguyễn Lạc Thiên Tai
anh không sống được sau này nữa, 12 tết quá rồi, nó kinh khủng Bây giờ nói cái độ thân đó bây giờ đã xưa rồi hả? á. Xuống xưa xưa lắc xưa bơ. Thôi chúng ta Rồi sẽ thì nói bây giờ mình chuyện đi vào đi. những tin tức ngày hôm nay Xuân Nam Nhà hả? mời vào tin tức ngày hôm nay À, thưa quý vị, tôi buồn. ngày hôm nay những tin tức không ngoài cái tin tức là một cái công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Nguyễn Xuân Nam, sau khi mà cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ra tranh cử vào năm 2024 tại Mar-a-Lago, nơi tư thực của ông ta, thì Bộ Tư pháp đã cân nhắc rất là kỹ lưỡng để tránh rằng là Bộ Tư pháp là có khuynh hướng về chính trị, nằm về chính trị, có thể nghiêng qua bên này, có thể nghiêng qua bên khác. Do đó Bộ Tư pháp đã cân nhắc và tuyển chọn một công tố viên đặc biệt để đảm trách hai cái vụ vụ án, là cái vụ thứ nhất ở Mar-a-Lago, tức là đánh cắp tài liệu của tòa Bạch Ốc đem về cái tư thức của mình, và cái vụ thứ hai tức là kích động sử dụng cho cuộc bạo loạn ngày 6 tháng giêng. Thì để tránh cái điều đó, do đó Bộ Tư pháp, Bộ trưởng tại ông Merrick Garland đã tìm một công tố viên và bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt, đó là ông Jack Smith. Và ông Jack Smith là hiện trước khi mình nhận chức vụ thì ông đang làm ở cái tòa án quốc tế ở La Hay ở Hà Lan. Và khi mà được bổ nhiệm vào công tố đặc biệt đó, thì ông Merrick Garland thì nói thế này, đó là ông Jack Smith từ nhiệm ở ở tòa án La Hay của quốc tế trở về tại Hoa Kỳ và nhận cái nhiệm sở ngay ngay tức khắc. Thì ông Jack Smith đã trở về Hoa Kỳ và nhận nhiệm sở với tư cách là công tố viên đặc biệt hay công tố viên độc lập. Và vừa qua thì công tố viên đặc biệt ông Jack Smith đã ra tay hành động ngay lập tức, vừa nhậm chức vừa làm việc Ví dụ là hành trước động cái gì ạ? dạ ông gần bức thư đến cho tòa thượng thẩm số 11. Thì công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp vừa mới nhận chức liền bắt tay hành động trong tuần lễ tạ ơn. Ông Jack Smith đã gửi một lá thư cho thẩm phán thượng thẩm số 11 để phản đối vấn đề khẳng định của các luật sư đại diện của cựu tổng thống Trump. Là luật sư của cựu tổng thống Trump khẳng định như thế nào? Công tố viên đặc biệt là có tên là Jack Smith đánh thẳng vào các luật sư của ông Trump và gửi một lá thư đến tòa thượng thẩm 11 trong ngày lễ tạ ơn. Công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith đã đề trình một bức thư ngắn và gọn vào dịp lễ tạ ơn về vấn đề các luật sư của cựu tổng thống Trump cung cấp những thông tin sai lệch cho tòa thượng thẩm số 1 sau cuộc tranh luận bằng miệng hôm thứ ba vừa qua. Ông Jack Smith đang đi vào trọng tâm của lập luận. Lập luận của ông Trump rằng những người giám sát hoặc là luật sư độc lập gọi là Special Master mà trước đây có rất là nhiều người dịch không là luật sư đặc biệt hay là luật sư độc lập mà đã được tòa án quận tức là bà Cannon á, bà muốn bổ nhiệm cho ông Special Master này buộc chính phủ phải công nhận một luật sư đặc biệt như thế này, tức là Special Master là như một loại rào chắn chống lại hành động mà vì sai trái của Bộ Tư pháp. Đó là tòa án phúc thẩm của Florida, tức là bà Cannon là bổ nhiệm một special master này để mà xem xét lại những cái hồ sơ mà FBI của Bộ Tư pháp đã tịch thu ở Mar-a-Lago. Thì công tố viên đặc biệt nói rằng chính phủ đã đề nghị có một công tố viên đặc biệt gọi là special counsel, hai công tố khác nhau, hai cái luật sư đặc biệt khác nhau như thế nào. Bên special master đây là được bổ nhiệm, được đề nghị của bà thẩm phán Cannon ở tòa án quận của Florida, mà special counsel được bổ nhiệm bởi Bộ Tư pháp. Do đó công tố viên đặc biệt là special counsel nói rằng chính phủ đã đề nghị có một công tố viên đặc biệt cho hai cuộc điều tra hiện nay, đó là cuộc điều tra Mar-a-Lago và cuộc bạo động ngày 6 tháng giêng. Ông Jack Smith thẳng thừng nói với Trump và nói với các luật sư của ông ta rằng họ không có lập luận và họ không có thể so sánh nào, là họ xem như họ đúng. Một bên là Special Master của thẩm phán quận đề nghị để giám sát, để dò xét lại
những cái tài liệu đã tịch thu, FBI tịch thu từ Malaga đem về lại tổng đốc, khác hẳn với Special Counsel mà bên phía các luật sư của ông Trump á, cho hai cái vị trí này là giống nhau. Ông Jack Smith ông thẳng thắn nói là điều này họ không có lập luận và hai vị trí này nó không có giống nhau. Công tố viên đặc biệt là hiện nay ông Jack Smith không gây rối gì với ông Trump và hoặc không tham gia vào bất kỳ trò chơi nào của ông Trump, khác với là Special Master. Mục tiêu của ông Trump là kéo quá trình điều tra này thông qua các tòa án càng lâu thì càng tốt, trong khi các cáo buộc hình sự và hy vọng rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Và sau đó ông có thể hủy bỏ tất cả các cuộc điều tra liên bang đang diễn ra về các hoạt động có thể nói là sai trái, hay có thể nói là ông ta vi phạm về pháp luật. Trái bóng chuyền đầu tiên của ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp rất là ấn tượng. Và ông Jack Smith đã cho ông Trump và các luật sư chưa sẵn sàng vào giờ cao điểm của ông ta nếm thử những gì có thể họ có thể gặp những rắc rối sắp xảy ra. Thư của công tố viên đặc biệt là Jack Smith gửi đến tòa án, đó là một dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ không cắt giảm các luật sư của ông Trump, hoặc là ông ta không gây ra bất kỳ những tịch mạng nào của họ. Là một cựu quan chức của Bộ Tư pháp cho biết như vậy trong lần xuất hiện trên MSNBC vào chiều thứ Bảy, tức là chiều ngày hôm qua. Cựu quan chức Bộ Tư pháp là Harry Littman tuyên bố rằng một bức thư bất ngờ gửi cho tòa án từ là công tố viên đặc biệt mới được bổ nhiệm, đó là ông Jack Smith, không phải là một dấu hiệu tốt cho đội pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump trong tương lai. Như cái tờ Pháp luật và Tội phạm đã đưa tin, hội đồng ba thẩm phán của tòa thượng thẩm số 11 bao gồm hai người được bổ nhiệm của cựu tổng thống Donald Trump và một người được bổ nhiệm của cựu tổng Mười thống mười George ấy, W. Bush. cái nội dung anh vừa nói của ông Jack Smith có được tiết lộ ra không? Anh nói sao? Cái nội dung mà của lá Dạ thư của ông Jack Smith có không, được tiết lộ. dạ, cái bức thư đó mua sẽ nói nội dung bức thư sau anh gửi xuống nào. Thì như tờ Pháp luật và Tội phạm đã đưa tin rằng hội đồng ba thẩm phán của tòa thượng thẩm số 11 đó, thì bao gồm hai người được bổ nhiệm của cựu tổng thống Trump và một người được bổ nhiệm của cựu tổng thống George W. Bush. Ba người này thuộc về đảng Cộng hòa được bổ nhiệm. Là đã hỏi ông Trump liệu một tòa án có bao giờ khẳng định quyền tài phán công bằng để ngăn chừng chính phủ xem xét các hồ sơ bị thu giữ đang chờ xem xét bởi một cố vấn đặc biệt hay là không. Cái điều này người ta đưa tin, người ta đặt câu hỏi. Thế thì những cái hồ sơ, những cái tài liệu mà FBI và Bộ Tư pháp lấy lại từ Mar-a-Lago, từ tư tục của ông Trump, thì bên tòa án của địa phương đưa ông Special Master là biểu rằng chính phủ phải ngừng xem xét cho đến khi có Special Master xem xét điều đó có đúng hay không. À, đó là đặt một câu hỏi. Đội ngũ pháp lý của ông Trump tuyên bố rằng trong trường hợp của Giuliani đã tạo ra tiền lệ cho điều đó, đã tạo ra tiền lệ với các hồ sơ đó có Special Master can dự vào để xem xét lại hồ sơ đó, đó là tiền lệ. Dẫn đến việc ông Jack Smith là một luật sư Hoa Kỳ đồng nghiệp gửi một lá thư giải thích rằng các luật sư của cựu tổng thống Trump sai trái trong khi làm rõ các hành động của chính phủ. Chính phủ có quyền xem xét mà không cần là Special Master. Khi được hỏi về bức thư của người dẫn chương trình là Alex Witt, thì luật sư Littman gọi đó là một phát sóng đầu tiên cảnh báo cho phía luật sư của ông Trump và ngay cả ông Trump từ ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt. Ông ấy đã viết một bức thư rất là thẳng thắn, một đoạn nói rằng điều này là không chính xác vì những lý do không đúng. Ông nói cách thẳng thắn như vậy. Chúng tôi sẽ nói cái nội dung của bức thư của ông Jack Smith gửi cho tòa thượng thẩm 11 như sau. Nói một cách khác, ông ấy thực sự đã đánh gục họ và điều đó cho thấy rằng ông ấy sẽ không chia cắt đội pháp lý của ông Trump mà ông ấy đang giữ chân họ, là giữ lựa chân họ. Có nghĩa là
áp lực, nhưng luật sư của cựu tổng thống làm điều gì đó và bắt họ phải chịu trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là rất quan trọng đối với ông Trump, vì họ thường xuyên là kiện tổng và họ bị thua. Đó là trong trong từ tiếng Anh là họ luôn luôn đi barefoot, tức là họ đi chân chân trần đó, tức là họ thua, luôn luôn bị thua. Và ông ta nói đùa, ông Lipman, ông nói đùa thêm, thật sự ông Jack Smith thực sự thể hiện danh tiếng của mình và cái khả năng của mình trong cái chức năng là công tố viên đặc biệt. Sau khi mà lá thư được công ra và gửi đến tòa thượng số 11, thì sáng sớm hôm nay, tức là chủ nhật, thì cựu tổng thống Trump đã tấn công công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith. Ông tấn công như thế nào? Trở lại vào hôm thứ Năm, thì ông Jack Smith đã thực hiện một cái động thái đầu tiên của mình với bức thư nghiêm khắc gửi tới tòa thượng thẩm số 11, và dự kiến sẽ mở đường cho Bộ Tư pháp điều tra vụ trộm tài liệu chính phủ được giấu tại Mar-a-Lago mà không có sự can thiệp của thẩm phán Alan Cannon do ông Trump bổ nhiệm. Thế thì trước đây là thẩm phán Alan Cannon đã đề nghị một special master, tức là một luật sư đặc biệt á, hay là một luật sư giám sát á, thì bây giờ ông Jack Smith đưa ra gửi quốc thư đến tòa thượng thẩm một là mở được, nghĩa là không có một sự tham dự của thẩm phán Cannon nữa. Điều đó đã dẫn đến việc cựu tổng thống Trump bắt đầu có những lời phàn nàn về ông Jack Smith trong nội đất. Ông ta nói rằng bôi nhọ ông trước khi ông tham gia vào việc điều tra ông Trump và những người thân cận của ông ta. Vào cuối ngày thứ Bảy, thì ông Trump đã viết trên tài khoản là Truth Social của ông ta. Ông ta viết thế này: điều này nghe có vẻ công bằng có phải không? Tức là Bộ Tư pháp đề cử một ông là công tố viên đặc biệt. Thì ông Trump ông đặt nếu như vậy, rồi cái việc nghe có công bằng hay là không? Bộ Tư pháp là tham nhũng và đồi bại đã từng đề nghị ông Christopher Steele $1 triệu để nói dối về tôi. Ông Trump nói vậy, tức là nói dối về ông Trump á, và đã cho Nga một số tiền lớn để có được những thông tin về tôi, tức là thông tin về ông Trump á, và nói về Facebook là không nên đề cập đến những cái máy tính xách tay của Hunter Biden trước cuộc bầu cử. Đó là những thông tin sai lệch về Nga. Ông Trump thuyết là như vậy. Trump là người căm ghét Jack Smith, sẽ điều tra gì đó nếu như ngày 6 tháng Giêng trong cuộc bầu cử năm 2020 cho là tham nhũng hay là đánh cắp. Ông ta nói thế này: trong khi đó tôi đã điều quân đội để trấn an trong mọi cử động. Thì Bộ Tư pháp và FBI chính là họ là những vũ khí hóa về chính trị, họ là những người tham nhũng, họ là những con quái vật sẽ gây khó khăn cho quốc gia chúng ta, những thứ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, đó là lời chỉ trích của cựu tổng thống Trump đối với FBI và Bộ Tư pháp, và ông chỉ trích ngay thẳng là công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith. Thế thì nội dung cái thư gửi đến tòa thượng thẩm số 11 như thế nào? Thưa quý vị, chúng tôi đã tạm dịch cái bức thư mà công tố viên vừa nhậm chức vừa hành động, là bức thư có nội dung như thế này. Ông ta nói rằng nguyên đơn, tức là phía bên cựu tổng thống Trump á, và phía luật sư của cựu tổng thống Donald Trump á, là nguyên đơn á. Nguyên đơn khẳng định rằng trong cái bản gọi là lệnh khám xét được thực thi vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 là một ví dụ về một vụ án mà trước đó một tòa án đã khẳng định là quyền tài phán công bằng để yêu cầu chính phủ không sử dụng các tài liệu bị thu giữ trong một cuộc điều tra và chờ đợi một chuyên gia đặc biệt xem xét. Đó là ngày 23 tháng 1 năm 2022. Thư tin cậy, ông ta khẳng định điều đó không chính xác. Thứ hai, như nguyên đơn đã thừa nhận, tòa án không ra lệnh cho chính phủ, thay vào đó chính phủ tự nguyện làm theo cách tiếp cận đó. Hơn nữa,
các hồ sơ đó được thu giữ từ văn phòng của một luật sư. Việc xem xét được tiến hành trên cơ sở luân phiên và vụ việc không liên quan đến một thủ tục dân sự riêng biệt, đòi hỏi quyền tài phán quyết liệt của một tòa án là tòa án quận, thì không ai trong đó là độc. Như vậy, hai cái điều mà ông Josh Smith gửi cho tòa thượng thẩm số 11, điều thứ nhất là nói về cái cuộc khám xét và tịch thu những cái tài liệu từ Mar-a-Lago trở về tòa Bạch Ốc hoặc là tòa về văn cổ, và thẩm phán quận đề nghị một special master giám sát trong những tài liệu đó, thì ông ta nói rằng điều đây không có độc. Điều thứ hai nữa là ông ta nói thế này: các hồ sơ đã thu giữ từ văn phòng của một luật sư, việc xem xét tiến hành trên cơ sở luân phiên và không có liên quan đến một thủ tục dân sự riêng biệt, đòi hỏi quyền tài phán quyết liệt của tòa án quận, tức là bà Cannon đó, đưa một phán quyết phải có một cái special master. Ông ta khẳng định là không ai trong số đó là độc. Như vậy hai điều kiện xảy ra. Như vậy khi mà luật công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith ấy, điều tra, tiếp tục điều tra, thì coi như là ông special master của thẩm phán quận Florida là không còn giá trị nữa, và bộ tư pháp có quyền tiếp tục điều tra mà không cần phải special master như sau này. Đó là nội dung của bức thư là như vậy. Nhưng mà nó có gì đột biến mà nó thay đổi nhiều theo anh? Anh nói sao? Mùi không nghe rồi. So với những ngày trước đây thì có gì đột biến không? Có gì thay đổi nhiều không? Mùi không nghe rồi anh ạ. Nhưng cái diễn biến mà mới đây đó, nó có là thay đổi được nhiều so với trước đây không? Dạ, thay đổi rất nhiều theo nội dung nào. Dạ. Mời anh nói sự thay đổi dạ. đó. Thì sự thay đổi thì bây giờ là ông Jack Smith, bây giờ là ông thì theo sự thay đổi cái này chúng tôi có đề là đề cập đầu tiên là bộ tư pháp là họ muốn cân nhắc rất là rõ ràng để tránh là khi mà cựu tổng thống Trump và luật sư của cựu tổng thống Trump cùng giống như bên phía đảng Cộng hòa, họ cho rằng là bên bộ tư pháp năng về chính trị và nghiêng về bên này và nghiêng về bên kia, mà ông Mary Garland đã tuyên bố rằng ông không có sờ sệt và không có thiên vị một ai. Bởi vậy khi mà cựu tổng thống Trump tuyên bố ra tranh cử thì lập tức hai ngày sau đó thì bộ trưởng bộ tư pháp Mary Garland đã bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để phụ trách điều tra hai vụ án đó với tính cách độc lập. Như vậy để sau này luật sư của cựu tổng thống Trump, ngay cả bản thân cựu tổng thống Donald Trump và phía Cộng hòa không thể quy trách nhiệm cho bên phía bộ tư pháp là có khuynh hướng chính trị. Anh hiểu sang nào? Và khi mà cựu công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith bắt tay nhận chức thì ông bắt tay làm việc ngay, gửi cho tòa thượng thẩm số 11 một cái bức thư, và trong đó có hai cái vấn đề mà chúng tôi nêu lên đó. Đó tức là ông Special Master là không đóng vai trò quan trọng để mà xem xét hồ sơ, và bộ tư pháp và chính phủ có quyền làm điều đó mà không cần phải có special master. Và điều mà các luật sư của ông Trump đề trình tòa thứ 11 đó, tòa thượng thẩm 11, là những điều đó là không đúng. Do đó ông ta phủ nhận như vậy. Khi mà ông phủ nhận như vậy thì tòa thượng thẩm số 11 phải xem xét bức thư đó và có quyết định có thể trong những ngày sắp tới đây được xong nào. Rất thú vị, rất thú vị. Và mời anh Bùi tiếp anh. Dạ, thì quý vị thấy khi mà ông Trump thấy, cựu tổng thống Trump thấy cái chế độ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt thì ông tấn công liên tục. Thì trong cái thời gian cái ngày lễ tạ ơn vừa qua, thay vì ta nghỉ ngơi thì cựu tổng thống Trump chịu không nổi và ông ta cũng là hình như sợ có nguy cơ sắp đến, nguy cơ phạt thì sắp đến với mình. Cho nên ngay trong ngày lễ tạ ơn ông cũng tấn công cả công tố viên và cả thẩm phán. Ông ta nói thế: hay cho tôi tự do hoặc là cho tôi chết. Thì ngày hôm thứ năm, cựu lãnh đạo của thế giới tự do, tức là nói với ông cựu tổng thống Trump, đã
đã kích một trong những công tố viên đang điều tra hành vi sai trái và có thể cáo buộc cựu tổng thống Trump. Thứ nhất là vụ án ở Manhattan. Ông ta nói là lẽ ra không bao giờ được đưa ra như thế này. Ông ta đăng trên cái trang web là Truth Social của mình, và ông ta cũng tấn công tập đoàn là Masa. Masa là tập đoàn này lo hồ sơ thuế của ông Trump, anh Nguyễn Xuân Nam. Ông ta nói thế này: cái tập đoàn này đã từng đảm nhiệm công việc kế toán cho là Trump Organization. Vụ việc này là nên được bác bỏ ngay đi. Tại vì và công ty kế toán lớn này họ được trả lương cao và có uy tín, mà chúng tôi dựa vào đó để họ thực hiện công việc cho tôi. Đáng lẽ họ phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi mà. Ông ta mới lên án, bây giờ ông lên án và ông đã kích tất cả mọi người, công tố viên rồi ngay cả những cái công ty mà làm thuê cho ông ta. Như thường này ông Trump hay thường làm, ông nhãn nhặn cho cuộc điều tra, cuộc điều tra ngày 6 tháng giêng cũng giống như các cuộc điều tra khác, ông cho là cuộc điều tra hoặc là cuộc săn lùng phù thủy. Thì khi mà ông đăng lên rồi ông chịu không nổi nữa, 2 phút sau thì ông lên trên Truth Social, ông ta nói thế này: ông hay trả tự do cho tôi hoặc là cho tôi chết. Thì câu nói này tương tự giống như câu nói nổi tiếng là cho tôi tự do hoặc cho tôi chết, mà anh còn nhớ là cựu tổng thống là Patrick Henry á. Thì Patrick Henry đã nói trong khi phát biểu tại hội nghị công ước Virginia lần thứ hai vào năm 1775. Thì một số nhà phân tích về về chính trị á, thì họ nói rằng ông Trump thường thường hay là lấy những câu của ông này ông kia ông ghép lại mà thôi. Thì điều này đúng, thì bây giờ là ông cũng lấy câu của ông Patrick Henry, thì ông đổi lại một vài chữ theo ý của ông mà thôi. Rồi thì sau 2 phút sau thì ông đã lên social tour việc như vậy. Rồi chưa đầy 1 phút nữa ông còn tức giận, thì ông lên trên social sau nữa là sau giờ trưa là ông cũng biết thêm nữa, ông ta phàn nàn về các thẩm phán. Và ông ta nói thế này: hầu như các thẩm phán là không có những cái quyết định công bằng cho tôi. Rồi ông đã tất cả cuộc điều tra của các công tố viên đặc biệt giống như Jack Smith, ông ta nói thế này: cuộc điều tra đó là gian lận và lừa đảo, nó chẳng có gì mà điều tra hết trơn á. Còn khi mà đề cập đến ngày 6 tháng Giêng, ông ta nói đây, nếu như mà cái điều tra ngày 6 tháng Giêng còn sai trái hơn nữa, thì những người biểu tình đó, họ biểu tình, họ tập hợp một cách hòa bình, và những người đó là những người yêu nước. Ông ta nói như vậy, thì sang nào? À, đến bây giờ, ông tạo họ tâm tin rồi. Bây giờ không biết ông nói sao nữa. Đó. Nghe Thì bao sau bao nhiêu người bị Trung Quốc hội đập phá, bao nhiêu người bị chết, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu cái phương tiện bị phá hủy, và cái đời hòa bình là cái gì, biểu tình hòa bình là cái gì? ông nói vậy có nghĩa là họ tập biểu tình và họ tập một cách hòa bình, và những người đó là những người yêu nước, thì anh nghĩ sao? Bây giờ yêu nước hay không, người ta đang điều tra ông ấy chủ mưu cuộc nổi loạn hay không, và cái cuộc nổi loạn là ai chủ mưu và phạm luật thế nào, mà đặc biệt là con gái ông năn nỉ ông như thế nào, rồi những người này người nọ năn nỉ can thiệp của nào, ông làm lơ là phớt lờ cho cái cuộc đã đập phá săn bắt giết chóc như vậy. Cái liên đới trách nhiệm của ông, cái vai trò trách nhiệm cũng lớn. Nói chuyện là yêu nước quái quỷ ba lát này. Rồi thưa anh Nguyễn Xuân Nam, sau khi mà công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp gửi bức thư lên tòa thượng thẩm số 11 và những phản ứng của cựu tổng thống Trump, thì nhà phân tích pháp lý của MSNBC và giáo sư trường luật là Joy Waiter-Vance, thì là 2 người này họ có những cái phản ứng như thế nào sau khi cựu tổng thống Trump phản ứng, sau khi là cái lá thư của cựu công tố viên gửi đến tòa thượng thẩm số 11, thì họ phản ứng như thế nào? Thì 2 người này họ nói thế này: theo nhà phân tích pháp lý của MSNBC và giáo sư trường luật là Joyce Waiter-Vance, họ nói thế này: bây giờ có quá đủ bằng chứng để cho bất kỳ công tố viên đặc biệt nào không phải là Jack Smith
hay là Nguyễn Xuân Nam hay là bất kỳ ai đó, bây giờ có được bằng chứng để buộc tội nó trốn rồi. À, đó là cái khẳng định của nhà phân tích pháp lý của truyền hình NBC và giáo sư trường luật là Joy Waitzman đã khẳng định như vậy. Là chính sự tồn tại của công tố viên đặc biệt mới đã khiến cho cựu tổng thống Trump rơi vào tình trạng giận dữ khi đăng tải những cái lời dị nghị và những video trên trang web truyền thông xã hội cá nhân của ông ta. Ông ta thậm chí đã đi xa đến mức là tấn công gia đình của công tố viên đặc biệt. Theo nhà phân tích pháp lý MSPC và giáo sư trường luật là Joyce Vance, cố vấn đặc biệt sắp tới đã có một thông tin cần thiết để buộc tội ông Trump. Và hai vị này kêu gọi mọi người nên kiên nhẫn và bình tĩnh đi một chút. Anh thấy bây giờ cuộc điều tra đã gần 2 năm rồi, thấy không? Rồi người dân bây giờ họ không còn bình tĩnh và không còn kiên nhẫn ở chỗ sang Nam. À, mình thấy sao Bộ Tư pháp họ làm việc chậm chạp quá. Thậm chí có những lúc mình sợ rằng ông Bộ trưởng Tư pháp là ông Merrick Garland có thể thiên vị về ông Donald Trump và ông ta có thể làm ngơ trong vấn đề này và để cho dần dần ngày tháng nó trôi qua và có thể là chờ cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu như mà bên phía Đảng Cộng Hòa họ kiểm soát Thượng viện và Hạ viện thì tất cả mọi cái đều đi theo một chiếc mũi yên. Người ta còn sợ như vậy. Đó. Nhưng theo luật sư của MSNBC và giáo sư trường luật này thì nói là bây giờ không còn gì để mà lo sợ nữa và yêu cầu mọi người nên kiên nhẫn và bình tĩnh một tí. Thì các công tố viên không làm việc theo giờ thời gian nhanh đâu. Cho dù sao thường thường á là các công tố viên liên bang á là ngay Bộ Tư pháp nữa là khác với các công tố viên của tiểu bang. Họ làm việc rất cân nhắc và kỹ lưỡng, một chắc chắn để không thổi thì không thiểu sót một vấn đề gì khi đó đi hỏi để kết luận. Bởi vậy do đó mà Joyce Waitman mà nói thế này, các công tố viên không làm việc theo thời gian ngắn đâu, mà bên nói như vậy cho thấy rằng khả năng một bản cáo trạng sẽ không xảy ra trước cuối năm nay. Bà nói như vậy sang năm. Và mặc dù chúng tôi càng ngày càng mất kiên nhẫn với tư cách là một người đã từng làm công tố và những người mà đã từng phân tích về những cái vụ pháp lý, cái đó thấy Bộ Tư pháp đang chậm chạp, nhưng điều đó không có nghĩa là Bộ Tư pháp không làm việc. Và do đó chúng ta nên bình tĩnh và chờ đợi. Vance giải thích rằng mọi người phải thấy sự khác biệt giữa trách nhiệm chính trị và những cử tri bỏ phiếu cho người nào đại diện cho mình, và biết những người mà đại diện cho mình họ vi phạm về pháp luật thì những người đó họ không thể đứng trên pháp luật được. Cũng không khác gì cựu tổng thống Donald Trump. Với tất cả những điều mà đòi ở trên, tôi đồng ý rằng, tôi là bà đồng ý rằng chúng tôi có cố vấn hoặc là công tố viên đặc biệt ở đây, người có đủ khả năng và năng lực để đánh giá và có những bằng chứng cụ thể để thực hiện những cái truy tố và thực hiện một bản cáo trạng có thể sắp xảy ra. Vì những cái công việc mà cựu tổng thống Trump làm đã cướp đi nhiều sinh mạng và biết bao nhiêu người dân, và ngay cả các nhà phân tích pháp lý người ta đặt dấu hỏi liệu cựu tổng thống Trump có nên bị truy tố hay là không. Và hiện nay cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith đảm trách nhiệm này thay thế cho Bộ Tư pháp của Merrick Garland để tiếp tục điều tra trong hai sự vụ, đó là sự vụ lấy trộm cắp tài liệu bí mật, tài liệu mật của tòa Bạch Ốc đi về Mar-a-Lago, và sự vụ thứ hai là kích động những người bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa họ cũng cam kết
nếu như họ kiểm soát được hạt vẹo và thượng viện, họ sẽ hạ bệ ngay tất cả các cuộc điều tra ngày 6 tháng giêng, cũng như hạ bệ là bộ trưởng bộ tư pháp, hạ bệ ngay cả bộ trưởng bộ nội an, và họ có thể hạ bệ luôn của cụ là cựu công tố là công tố viên đặc biệt hiện nay là ông Jack Smith. Họ đã đe dọa điều đó, mà theo Vance và theo nhà phân tích của NBC, điều này không thể xảy ra trong thời buổi này, như thế nào. Anh còn gì nữa Nam? Ủa cái gì vậy? Sao Nam? Tôi không biết tại sao có âm thanh nào nào. Không biết anh bây giờ anh còn còn có bằng tiếng gì nữa không? Anh có bổ sung thêm gì Bên nữa không? để Nam biết nghe cái tin, nghe tin nó nhảy vô đây. Cái tự nhiên cái máy của anh Độ thông minh nó nói chuyện nó bật lên đó, thì ta tắt rồi À, nó có dưới trời cả đâu, nghĩ sao nào? không, có gì nữa ngày anh dạ ta tắt cái máy Độ thông minh rồi tự nhiên nó bật lên rồi. Thôi chúng ta còn gì nữa mình bùi nha. Thưa quý vị, thì sau khi cựu tổng thống Trump và công tố viên đặc biệt là ông Jack Smith đã hành động như vậy, thì quý vị thấy rằng là không những là nhà phân tích pháp lý MSNBC cũng như giáo sư trường luật là Joy Wade Spence, bây giờ họ có những cái nhận định như vậy, mà trước đây biết bao nhiêu các công tố viên liên bang mà đã có thâm niên ngồi ghế thẩm phán 20 năm, 30 năm, họ đã có những nhận định như vậy rồi. Nghĩa là bây giờ hiện tại là bên Bộ Tư pháp họ có quá đủ bằng chứng để mà buộc tội rồi, và có những cái bằng chứng hoặc là những cái chứng cứ mà chúng ta, tất cả mọi người chúng ta thấy, và có những cái bằng chứng, có những cái điều mà chúng ta không thể biết và không thể thấy ở Bộ Tư pháp nữa. Sau nào thì ở đó chúng ta cũng ngạc nhiên gì, và có thừa đủ cái bằng chứng để buộc tội rồi, liệu khi nào và lúc nào là Bộ Tư pháp cũng giống như là công tố viên đặc biệt là Jack Smith để đi đến một báo cáo tàng hay được, là sớm hay muộn mà thôi. Anh xong nào. Coi tự chúng ta sẽ coi tự Donald Trump đối phó như thế nào, thưa quý vị. Cái vấn đề hay của nó là cái đối phó, cũng phản biện thế nào, đối phó thế nào, và sau đó thì Bộ Tư pháp và ban điều tra và cái động tác kế tiếp là gì, cái chuyện hơi chậm chút xíu mà đó thú vị mùi. Rồi bây giờ còn bằng tiếng này nữa thưa quý vị, thì bây giờ là cái này để xem thử rằng là tại sao mà mình cho những người mà họ cuồng Trump, họ nghe lời cựu tổng thống Trump một cách mù quáng mà họ không nghĩ gì về cái tương lai đất nước, nhưng không, chưa chắc hẳn là mù quáng thì sang Nam, và có thể cho những người mà theo là theo ông Trump và phò ông Trump và là cuồng Trump chẳng hạn, tức là họ nghe theo những gì mà ông Trump, và không không phải là những người đó họ không có học thức, mà lại là những giới trí thức về cực hữu họ ủng hộ một ông Trump một cách đắc lực đến người Song Nam. Và điều này đáng sợ đến người Song Nam này, họ nói thế này: trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi á, họ cho rằng là các cử tri họ đã đi quá xa, do đó làm cho phía Cộng hòa, các cử tri phía Cộng hòa họ thất bại. Cái điều này họ, tức là các nhà trí thức cực hữu mà ủng hộ Trump, họ cho thế này này: họ phải loại bỏ cái nền dân chủ hiện tại của Hoa Kỳ để cứu lấy nước Mỹ. Là Thì, hả? Không phải ba theo lạp đâu, Việt Nam. Họ có lý luận, họ có lập trường của họ, không phải ba lạp đâu, Việt Nam. Hôm thứ ba, thì viết cho Vox
Jacques Beauchamp đã đưa ra cách mà một tầng lớp trí thức cực hữu, một cái tầng lớp trí thức thần quyền, mà cái tầng lớp này ủng hộ cho ông Trump, là từ cái kết quả bầu cử nhiệm kỳ năm 2022 của Đảng Cộng Hòa, cộng từ kết quả tồi tệ, không phải là một kết quả mà họ nghĩ đó là red wave hoặc là tsunami hoặc là red hurricane, tức là quét sạch tất cả các ghế từ Hạ viện của Thượng viện Dân chủ. phía Dân chủ và những cái ghế đó trả lại cho phía Đảng Cộng Hòa. Như vậy họ thất bại hoàn toàn. Chứ đó họ kết luận rằng cái nền dân chủ hiện nay phải loại bỏ đi để cứu đất nước Mỹ. Anh thấy ghê không? Cái cựu Tổng thống Donald Trump vào hết những người trong giới nội bộ của ông ta, ít nhất bên ngoài á, thì họ nói rằng họ yêu nước, họ yêu nền dân chủ này, và chỉ đơn giản là họ thách thức tính hợp pháp của nó khi họ thua cuộc. Có nghĩa là thắng á, thì họ chấp nhận, mà thua á, thì họ cầu kiện, họ cho là gian lận. Mà anh biết hiện nay xảy ra ở đâu? Ở nhiều Arizona. nhiều nhiều nơi, đặc biệt Ở là Arizona. Arizona. Đó. Thì họ nói rằng họ thách thức tính hợp pháp, tức là khi mà họ thua cuộc, tức là họ kiện tổng. Đó. Ông Beauchamp viết rằng thậm chí điều đó không còn đúng với một số người ở cánh hữu, tức là phía một số người ở cặp Cộng Hòa họ cũng bằng lòng điều này. Đó. Ông ta nói thế này: một thiểu số người theo tư tưởng cánh hữu mới đã phản ứng trước thất bại bằng cách cho rằng khu vực bầu cử đã đi quá xa để những người bảo thủ của họ có thể chiến thắng được, và thậm chí họ đặt câu hỏi về giá trị của nền dân chủ hiện nay như thế nào. Ông Jack Pesno, là người là nhà thần học tự cho là hầu tự do của Đại học Công giáo, họ tuyên bố rằng dân chủ không thể đoàn tuyệt hay là chấm dứt được chế độ nô lệ. Ông Cao tiếp nói thế này: cái nền dân chủ sẽ không kết liễu được cái nạn phá thai. Cho đó phong trào trí thức thần quyền đang sôi động, những rạn nứt có thể chia rẽ chủ nghĩa bảo thủ Cộng hòa trong những năm tới đây. Họ khẳng định là anh nghe ông Jack Peck đâu nói thế này, tại ông nhà thần học á, ông nói thế này: cái nền dân chủ không thể chấm dứt được cái chế độ nô lệ. Tuy vậy, cái nền dân chủ không chấm dứt được thì cái nền nào nên nguồn sang nào? Như vậy là cái nền độc tài thôi, phải không? Ông ta còn nói thế này: cái nền dân chủ sẽ không kết liễu được cái nạn phá thai, tức là quyền phá thai người phụ nữ, tức là nền dân chủ là không thể làm được cái điều này. Do đó ý ông nói chỉ có là độc tài thôi à. Thì quan điểm này được minh chứng bởi là Declan Leary, là biên tập viên quản lý của tờ American Conservative, ông đã lập luận rằng Đảng Cộng Hòa chỉ đơn giản là không đi đủ xa trong việc thúc đẩy một nền tảng chủ nghĩa phi tự do. Anh thì ghê không? Bởi chế độ những nhà trí thức mà trí thức thần quyền này họ muốn thay đổi cái nền dân chủ của Hoa Kỳ bằng một cái nền dân chủ hay là một nền tảng của chủ nghĩa phi tự do. Bố chấp viết tiếp: ông Larry ca ngợi một thành phần cụ thể của tân quyền, cái gọi là những người theo chủ nghĩa tích hợp hay là chủ nghĩa chính trực. Về hình thức bên ngoài thì chủ nghĩa chính trực tương tự như chủ nghĩa phát xít của châu Âu vậy, một tổ chức bán quân sự áo xanh đồng phục và có cuộc biểu tình trên đường phố và hồng biện chủ lại chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa tự do. Lý do là những người mà trí thức thần quyền ủng hộ với cựu tổng thống Donald Trump, họ thúc đẩy một chủ nghĩa, một nền tảng chủ nghĩa phi tự do, có nghĩa là đến độc tài. Mà điều này nó nằm trong tư tưởng của cựu tổng thống Donald Trump. Những người theo chủ nghĩa tích hợp là một phần của xu hướng hầu tự do rộng lớn hơn trong giới trí thức cánh hữu. Họ đang theo dấu vết của sự suy đồi văn hóa của một xã hội Mỹ hiện tại, và họ trở lại cái triết lý chính trị tự do cầm quyền của họ. Thì họ thuyết rằng chính phủ nên loại bỏ người dân đeo đuổi cái tầm nhìn riêng của họ về cuộc sống tốt đẹp riêng của họ. Họ lập luận rằng chủ nghĩa tự do thúc đẩy sự phô trương tùy lạc và chủ nghĩa cá nhân là quyền lực cá nhân. Do đó, đó là nguyên nhân sâu xa của các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy chẳng hạn, hay là những cái chết tuyệt vọng chẳng hạn, hay là vấn đề đổ vỡ gia đình chẳng hạn. Thì những người theo chủ nghĩa hầu tự do tin rằng
thay vì bảo vệ tự do cá nhân, chính phủ nên hướng tới việc thúc đẩy lợi ích chung hoặc lợi ích cao nhất, tạo ra một công dân nơi mọi người sống tốt theo cái định nghĩa của thánh kinh và giáo lý tôn giáo. Điều này khiến cho ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Anh Nguyễn Xuân Nam. Thì chúng ta chờ xem, rất là thú vị. Bây giờ là quanh tới khúc mà thú vị rồi. Cái điều này mùi sợ thì nên Nguyễn Xuân Nam nữ những người mà trí thức mà thần quyền cái thời này á, họ đưa ra một chủ nghĩa tích hợp với chủ nghĩa và chính trực cái thời này á, họ đề nghị và họ thúc đẩy một nền tảng của chủ nghĩa phi tự do phiếu chót thế này. Nếu cái nền dân chủ của Hoa Kỳ như hiện nay á, thì họ không thể chấm dứt cái nặng nô lệ được, và họ không thể chấm dứt cái vấn đề mà cái quyền phá thai của người phụ nữ được. Thì họ nói rằng là chỉ có là những chế độ độc tài và độc đảng họ làm được điều này thôi, Nguyễn Xuân Nam. Thì cái điều này để nói cho là một số người quan niệm rằng là phía đảng dân chủ là phía là thuộc về xã hội chủ nghĩa, hay là đảng dân chủ là cộng sản hay là độc tài, Nguyễn Xuân Nam. Cái điều này là khác hẳn. Cái đó mới đọc cái bản tin này và cái phân tích của Matthew Chapman này, thấy mình càng ngày càng lo sợ người Sơn Nam, phải không? Nó chưa kể là cựu tổng thống Trump đã từng nói chuyện và ăn cơm chiều với một cái nhà mà rất là cực hữu, là đề cao gia trạng thượng đẳng lên trên hết anh Nguyễn Xuân Nam. Đó là một nỗi lo sợ nữa, bởi cho cái dân chủ. Ông tiếp ngay Maralago luôn rồi. Thì cái bài đó có thể anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị, có thể ngày mai hoặc là những ngày sắp tới. Cái vấn đề mà cựu tổng thống Trump nó tiếp một vị khách, mà vị khách đó đã từng ủng hộ cho ông ta, mà vị khách đó là như thế nào, vị khách đó luôn luôn nâng cao cái giá trạng thượng đẳng lên trên hệ thống Xuân Nam và ông ta muốn còn biến. ông ta còn đề nghị là để ông ta ứng cử cùng với ông Trump làm phó tổng thống đó Đúng rồi, Tôi không biết anh Nam còn tin tức gì nữa thưa anh. có lẽ không hơi dài, người ta dừng ở đây em nhỉ. Ok anh Nam. Cảm ơn anh, chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Chào quý vị. Xin chào, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai. Và xin chào Nguyễn Sang Nam, và good night anh. Good night.